chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm nườm trứng gà chiên nước mắm ăn với cùng với cơm trắng. Đây mình có là 6 cái trứng gà, bây giờ mình đập vô thau. Mình đập trứng gà đã thâu rồi, bây giờ mình bỏ một tí tiêu, một tí đường, một tí muối, rồi mình quậy đều. Quậy cho nó tan. Đây mình quậy trứng gà đều cho nó tan đều rồi á, thì bây giờ mình bỏ trong chảo này một chút xíu dầu ăn, mình đem ra nó ngoài mình đi chiên trứng gà. Còn đây cái chảo của mình giờ nó nóng rồi, bây giờ mình bỏ trứng gà mình đun mình chiên. Mình rang lửa nhỏ nhất thôi nha các bạn ha. Rồi mình rắc lên đây một tí hành lá cho nó đẹp. Hành lá mình sắc nhỏ. Đây mình để lửa nhỏ rồi, bây giờ mình đậy nắp lại cho cái trứng gà nó chín đó các bạn ha. Khi cái trứng gà mình chiên mình đã chín rồi, bây giờ mình phần chuẩn bị cái phần nước sốt thôi các bạn ơi. Đây là tỏi, khoảng 4 tép tỏi mình xay nhuyễn. Đây tỏi mình chờ xay nhuyễn xong mình cho vô cái chảo, một cái chảo khác đó các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị cái nước sốt nước mắm á. Đây là mình chuẩn bị 4 muỗng ăn canh nước mắm. Mình lấy cái nước mắm loại ngon, nước mắm Phú Quốc. Rồi mình cho vào đây 4 muỗng cà phê đường. Chút xíu thôi các bạn. Rồi mình quậy đều. Mình quậy cái nước mắm này cho nó hòa, đường nó hòa tan, nó tan đều. Trong cái chảo có tỏi này mình cho vô một tí dầu ăn, tí xíu thôi, còn một muỗng, ăn canh. Mình cho vô đây một tí tiêu xay, một chút tương ớt nếu các bạn nào thích ăn cay, khoảng một muỗng cà phê tương ớt. Quậy đều, quậy đều. Đây cái trứng gà của mình đã chiên chín rồi đây các bạn. Bây giờ mình bỏ ra thớt ha. Bỏ ra tấm thớt một cách.
thành từng miếng vừa ăn, tùy theo thích của các bạn. Cắt nhỏ nhỏ để cho dễ cầm miếng ăn luôn. Một cái đường về mình cắt thành 12 miếng. Đây với cái một cái chảo, mình lấy cái chảo khác thì mình bỏ một tí dầu như nãy mình nói đó, như tí tỏi xay, giờ mình tao cho nó vàng cái tỏi. Tao cho nó vàng cái tỏi, sau đó cái nước sốt, cái mắm, cái đường, cái tiêu, rồi ớt, tương ớt rồi nè các bạn, mình bỏ vô. Giờ cái tỏi nó hơi vàng vàng rồi đây các bạn, thì mình bỏ cái nước sốt vô. Nước sốt vô mình cho nó sôi riu riu, cho nó sôi lên một tí để nha, cho nó keo lại cái nước sốt. Rồi sau đó cái trứng gà đây nè, cái trứng gà bây giờ mình bỏ vô trong cái chảo này, mình để cho nó thấm miếng trứng gà. Đây là đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình cứ để cho nó thấm đều và lửa lửa nhỏ chút. Mình cũng có thể trở hai mặt. Trở đều hai mặt. Để cho nó hút cái trứng gà, nó hút hết cái nước mắm này, ăn rất là ngon. Cái nước sốt này nó ngọt ngọt cay cay. Đây mình để khoảng chừng 2-3 phút kìa. Đây các bạn nhìn cái trứng gà mình chiên xong rồi ha, thì mình đã có chuẩn bị ăn kèm với dưa và cà chua hoặc rau sống cũng được, tùy các bạn nào thích cái gì thì ăn theo kèm cái đó. Đây ăn cùng chung cùng với cung trắng cung rất là ngon. Em ăn thử rất là ngon các bạn. Ngọt mặn mặn, ngọt ngọt, có hơi cay cay một tí. Đây cái video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình xin chúc các bạn làm thành công cái món này. Cái món này rất là đơn giản và nhanh nữa. Làm chừng mấy cô chừng nhanh gọn, ăn cơm, ăn trong tuần. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau.